Welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp ha. Từng rồi khá nhiều game anime, đồ các kiểu, con đà điểu. Giờ chúng ta đến với một con game kiếm hiệp nha các bạn. Con ngữ kiếm tiên à. Nghe nói con này cũng có iOS luôn, để mà tí coi sao. Thì nhưng mà chúng ta là kênh chúng ta là quan tâm tới anh em Android nhiều hơn ha. Đó là bây giờ vào quẩy thôi. Ôi trời ơi, đang đi săn boss các bạn ơi. Nhìn boss kìa, nó ghê chưa. Con bé nó đang đánh phụ kìa, nhưng mà con ếch nó méo đánh các bạn à. Con ếch nó vẫn chạy lòng vòng, không biết nó để làm gì luôn. Vâng, trận đánh đang chuẩn bị đi vào hồi kết, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy kết ở đâu, bởi vì con boss vẫn còn 70% máu. Ok, lượng một vòng cái nè, ăn mượn nha. Ok, ăn này mượn, không phải của heo. Đây, nguyền hóa tư chất này đang nguyền hóa đây, coi mở gì đây. Thú cưỡi thì mở mở giật ba. Ủa, đang chạy con nào vậy ta? Nè, con này mở rồi nè ha. Đó, 1, 2, 3. Ủa, wow, ngoại trang khá nhiều các bạn ơi. Phiên bản này ngoại trang khá nhiều ha. Đù, con này lên được bậc, à không, bậc 1, tưởng đâu bậc 10 chứ. Ôi, con nguyên quá mở hết vậy. Wow, ô, cò kỳ quá nhiều luôn các bạn ơi. Nhưng mà chưa có nào lên được level cao hết ha. Cánh nè, này cánh rồi, ô, cánh đâu cũng mở gần như hết luôn rồi nè. Đó, ảo hóa đồ quá trời luôn nè. Ồ, ok, à vậy là đang xài cái này hả? Cái này ủa vẫn có bậc 1 mà ta. À, bánh trung thu ở trên là có con hai con hổ đang giả nếp giả gạo gì đó. À, ok, cũng ý nghĩa đấy. Ủa, cái này là hai cây cờ đúng không? Đúng rồi, cờ trắng và cờ xanh và cờ đỏ. Đây, con gấu trúc nè. Đó, dễ thương không? Trời ơi, quốc bảo của Trung Quốc đó anh em ơi. Ok, có cánh nào đập không ta? Như thấy là chỉ có cái cánh đập trứng, đập đồ đó, đập bánh chưng, bánh giày đó là đập thôi, với mấy cánh kia không có hả? Ok, linh đồng nè các bạn. Đó, con này trong túi có bán không? Có shop có bán không? Đây, shop có bán thời trang rất là nhiều nè. Đó, thời trang ảo hóa đồ nè. Wow, ok, tiên nữ đồ luôn. Đó, tiên nữ đâu rồi, mau đưa anh vào trong. Ủa, linh đồng đâu không có bán đây hả ta? Ủa, cái linh đồng nó không có hả? Đâu thấy đâu nè. Một cái đen linh đồng nó nằm ở đâu? Con boss này gần chết rồi, linh đồng. Nè, là có hai con bé có hai cái chùm tóc. Ok, kéo xuống rồi, con bé có hai cái chùm tóc. Nhiều quá, đây. Vẫn không tìm thấy con nhỏ nào có hai chùm tóc ở đây hết vậy. Đây nè. Ok, tài khoản còn 60 mấy triệu hả? Đó, nhưng mà chúng ta mua cái đống này. Ok, boss chết rồi kìa. Ok man. Ô, được một món trang bị. Wow. Ok, để giúp anh top đi hốt xác mấy con boss 555 cái đã các bạn ơi. Ok man, top là phải cảm ơn mình nha. Boss VIP không thể dịch chuyển. Wow, thì ra đây là con boss VIP. Ê, ngon lành gần đào anh em ơi. Wow, hồi nãy được một món bậc mấy vậy mà vô cái là lực chiến tăng lên ầm ầm luôn á. Kinh. Ôi, nhưng mà con boss nó sao quá ta, chắc tới chưa? Đây. À, ok rồi, để cho nó đánh đi, chúng ta đi nâng đồ nè. Rồi, mới thấy em linh đồng đây, nó con linh đồng này đang, ủa nhanh hết đồ gì vậy? À, gần pool rồi anh em ơi. Ủa, bậc 6 điểm. À, ok, bây giờ nó mới hăng được một cấp kìa. À, cũng nhanh. Ủa, full cấp rồi hả? Ủa nhanh gì vậy? Đậu phòng, cái này là dòng cái dòng ấy cũng gần pool rồi nè. Này là dấu chân cũng gần pool rồi. Chiến kỵ là chưa nè. Ok man, để giúp nâng lên. Đó, thấy không, chưa mà. Trời ơi, cái này vẫn còn bậc xanh lắm.
ơi, ạc này ạc top vẫn chưa có nâng gì nhiều các bạn ơi. Ok, chúng ta đến với thông tin server cái đi, để ngồi để tám ghiếc. Đây, chính thức khai mở S18 vào 11 giờ ngày 4 tháng 9 2022. Tặng VIP 12 50 triệu kim nguyên bảo, tặng set đồ ỷ hiên kiếm, tặng ngay thời trang VIP tọa kỳ đang tọa kỳ vũ vật phi phong, ngoại trang trắng nhạt son phấn áo và binh ha. Phi phong thuộc tính đen, rồi hần binh thuộc tính đen. Event live xe 3 triệu kim nguyên bảo, ảo ảnh mang quỷ ngư, áp dụng tất cả server ha. Đó, event nhân 2 xu nạp từ 1 tháng 9 đến 6 tháng 9. Nội dung trong thời gian diễn ra khi nạp sẽ nhân 2 số xu nhận đối với mọi hình thức. Áp dụng cộng dồn khi nạp khuyến mãi thêm 30% ha. Đó, chi tiết hướng dẫn đua top nè, hướng dẫn tân thủ. Ở đây chúng ta sẽ có link của chỗ nạp luôn ha. Đây, mở tính năng Android iOS là bình inbox cho fanpage nha các bạn. Đó, đó, chuỗi sự kiện hấp dẫn không thể bỏ qua, chuỗi sự kiện hướng nạp 100 đó là được một nguyễn hóa, sự kiện fan cứng nhận quà hấp dẫn. Ok, ở đây nè, đó, đây có link iOS nè ha, đó, Android nè ha, đấy, hướng dẫn này, nhập code được cái kiểu nè, đó, rất nhiều luôn, code để hướng dẫn chơi game rồi luôn nè ha. Ok, chi tiết đua top nè, các tính năng nè, đó, group Zalo, fanpage rồi heo để dưới phần mô tả hết ha. Đó, có code ngày, code quốc khánh luôn nè, trời ơi, nhìn là biết cái code này là anh top anh chưa có xài rồi. Ủa mà nhập code ở đâu? Ở trong game hay là ở ngoài game? Quan trọng là như vậy. Khuyến mãi hình thức nạp, như là con này nạp ngoài game. Để coi có trang web không? À, không có rồi, link iOS. Nhắn tin dạng min thử coi. Xin code. Đây code nè ha, Hiếu Nhi rồi. Ủa, cách tải game Android. À đây nè, đây nè. Đây link nhập VIP code này nha. Đó. Có luôn cho anh em luôn. Sao chép. Rồi đi dán vô. Tài khoản. Ở đây thì chúng ta chọn server ha. Đâu rồi? Server. Ủa, heo không nhớ là cái này là nhân vật nào luôn. Lam Lam hả? Oh man, Lam Lam. Vậy nó nằm ở server nào ta? Bây giờ đây, đây đây, Lam Lam. Đó, nhét cái code vô. Đây không có. Đây ở dưới cái bình luận nè. Đó, có code Quốc Khánh luôn. Sao chép. Dán vô coi chúng ta sẽ nhận quà gì anh em ơi. Đó, có hư. Wow, hần binh đồ áo rồi nữa. Ôi man, nhiều quá vậy. Ôi ôi, ok ok nha, được nha. Ô à, con này cầm quạt hả? Đội su cà na tôi luôn. Tôi tưởng được cái áo nào đẹp lắm, ai ngờ thôi gọt rồi. Ok, nhận nhanh rồi xóa hết nha. Còn Quốc Khánh 2 tháng 9 nữa nè. Hy vọng là code này còn xài được nha. Cho anh em nào có chơi thì chúng ta vào và quẩy nha. Đó, đang đi săn boss được cái kiểu con đà điểu. Đó, nhận quà. Ok, ngồi chờ quà Giáng sinh thôi anh em ơi. Trong thời gian đó đi đánh con boss. Ủa sao nó không vô ta? Nè, có Quốc Khánh nè, đúng rồi nè. À đây nè, có hư rồi. Đây, Kim Nguyên Bảo. Rồi Bát Trọng Quân Hành. Với lại một con xích thố. Xích thố này bay được hả? Thôi đừng có lừa tao. Kim Nguyên Bảo được 2, 4, 6 2 triệu Kim Nguyên Bảo nạp nữa hả? Đó. rất nhiều event luôn em ơi. Đang đi đánh boss. Ok, nó ạc này thì top được 2, 4, 6, 7 49 triệu hả? Chắc ổng lười không nâng nữa hay gì đây. Cái ạc cũng ngon mà các bạn. Trời ơi, đánh boss thường dưới level hấp thì còn ra được ấy chứ lên trên này là thấy xu rồi. Đánh không lại nó đâu. Nó mạnh lắm cơ.
Cắn viên kim nguyên bảo luôn. Đó. Ủa, hình như có viên này đâu phải là cái viên hồi nãy mình cắn đâu. Đây này, cái viên mới cắn này. Đó, được 2 triệu. Ok, man. Rồi, xong luôn, ở ngoài luôn. Đây, nó... phải đánh xong con boss này chúng ta mới ra ngoài được ha. Wow, xong cái này cái được cái cánh này các bạn. Ồ. Ngon quá nha. Đi đánh boss VIP ra được đồ khá nhiều đồ ngon nha các bạn. Này, con này thấy ok đấy. À, có cái tượng nè. Đây 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 lại coi hai ông top coi. Anh chỉ top coi. Đây ông nào xây cái tượng nè. Méo bấm vô coi được thiệt chứ. Ờ đây có nhiệm vụ nè, nhiệm vụ ngày nè hả. Rồi đây boss nè, boss VIP nè, hồi nãy ăn hết rồi. Còn mấy con tầng 4 chưa mở được anh em. Được level 50 chuyển sinh năm mới được vào, ở đây mới 49 nè. 49 mà hôm gài chờ cái đang lên level lâu quá các bạn. Đâu rồi cái đang level, cái này là phải có được một cái đang lên level hả. Thì bao ngon rồi. Sử dụng người thiên không đăng boss 600 hả? Ok. Ủa boss này boss gì vậy chứ? Boss này boss gì chứ có phải cái boss mà chúng ta nãy mới đánh đâu. Này boss thường các bạn ơi. Ôi trời ơi, xù rồi. Chúng ta nãy giờ đang đi kiếm cái boss VIP mà. Đấy, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì con này thì quá là quen thuộc với nhiều anh em rồi ha. Nhưng mà đây là một bản phi khá là hôm á, cài cuốc lâu dài ha. Em đã chuẩn bị open server thứ ôi cái này. Ok hết rồi. Đậu phòng đó. Cái này là open tới server 18 rồi nha các bạn. Đó, vào 11 giờ ngày 4 tháng 9. Anh em nào có chơi thì tải về nha. Ok, link heo sẽ để dưới phần mô tả. Đó. Rồi, nhắc lại server Ngự Kiếm Tiên server 18 open vào 11 giờ ngày 4 tháng 9 nha. Anh em nào có chơi thì vào quẩy nha các bạn. Đó, đang đi đánh boss để giành lực chiến đánh boss VIP á. Rơi ngoại trang, rơi đồ trang bị đồ mới hôm nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.